Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì tôi cũng chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện là trong cái thời gian vừa qua ấy thì trong cái khu đô thị hoặc là khu dân cư mà chó của người dân đã thả rông và có nhiều những cái nguy cơ là những người đi qua lại hoặc là trẻ em là bị cắn. Thế thì chó lành thì không sao. À, nhưng mà chó dữ thì từ ngày xưa ấy giờ hay là khi mà cái con chó mà nó mắc cái bệnh dại ấy, thì là gần như là khi mà cái người nào mà bị chó bị bệnh dại cắn rồi thì nếu như mà đi tiêm phòng kịp thời thì sẽ không làm sao. Thế tuy nhiên thì người dân của chúng ta ấy là rất hay mắc cái bệnh chủ quan. Tuy nhiên thì có những cái trường hợp là đi tiêm phòng thì người là cũng rất mệt đó. Thế thì đâm ra là hay là chủ quan là thôi kệ nó, chưa chắc nó đã phải bệnh dại. Đấy, tuy nhiên thì là tôi cũng có một cái thông tin, thực ra cái thông tin này thì tôi cũng đấy ở trên mạng, là khi mà chúng ta mà bị chó cắn ấy thì tốt nhất là chúng ta theo dõi con chó ấy, và đồng thời là nếu như mà khẳng định là con chó đấy 100% nó là chó lành thì chúng ta cũng không phải phòng ngừa cái gì cả. Tuy nhiên ấy, nếu như mà cái con chó mà chúng ta không theo dõi được hoặc là đã chót bị nó cắn rồi mà chúng ta nó bị nằm vì một cái nguyên nhân gì đó, nguyên do gì đó mà con chó đó chúng ta không theo dõi được thì chúng ta tốt nhất là chúng ta đi tiêm phòng. Đồng thời thì tôi cũng chia sẻ với các bạn có một cái thông tin rất là giá trị, không biết được là thực hư như thế nào, nhưng mà đây cũng là một trong những cái thông tin để chúng ta cần phải tham khảo. Một khi là cái người mà đã bị chó cắn mà lên ý cơn dại rồi thì gọi là vô phương cứu chữa, phải không? Đấy, vô phương cứu chữa, chúng ta đi cho đi viện thì cũng vậy thôi. Thế tuy nhiên thì tôi thấy có một cái thông tin ở trên mạng, đó là một của một cái bạn là bạn Hương Hương Đàm Hương. Đấy, cái link Facebook Lương Đàm Hương thì có chia sẻ là cái người mà bị chó dại đã lên cơn ấy thì lấy cái nước tôi thép của lò rèn đấy cho uống là sẽ khỏi, hay là lấy con dao, nếu như không có cái nước đó thì ta lấy cái con dao cho vào lửa nung đỏ lên đấy, rồi nhúng vào nước đấy, rồi lấy cái nước đó thì cho người 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 bị đã bị cái bệnh dại đó thì uống thì có thể là đây là một cái thông tin mới, cũng chưa ai dám khẳng định, nhưng bạn này bạn khẳng định là cứ tin bạn ấy là đã khi mà đã vô phương cứu chữa rồi thì sẽ kể cả bị sùi bọt mép lên rồi thì cứ thực hiện như vậy thì 100% là cứu được người đấy. Các cái bạn này thì khẳng định như thế. Thế tôi cũng tìm hiểu một số các cái bài báo trên mạng thì cũng có những cái thông tin như vậy đấy, là ngày xưa ấy thì các cụ nhà ta thì cũng có những cái phương pháp như vậy, nhưng mà lại ngày trước ấy thì nó không có những cái thông tin tốt như bây giờ. Đấy, cho nên là chưa chia chia sẻ được nhiều. Thế nhưng mà hiện nay thì chúng ta đã có những thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng internet, thì chúng ta khi mà ai đã biết cái thông tin này thì chúng ta nên chia sẻ để cho nhiều người biết hơn, biết đâu được có những cái người mà họ đã mắc cái bệnh dại này, bị chó cắn mà vì vì chúng ta chủ quan mà bị lên cơn dại mà tình cờ là đã đọc được cái bài này này hoặc là có được cái thông tin này thì chúng ta thế còn nước còn tát, phải không? Tôi thì tôi cũng chỉ là đưa thông tin thôi, cho tôi cũng không biết được là có khỏi 100% không, nhưng mà bạn này là bạn ấy khẳng định là
cứu chữa được là 100%. Thế thì thôi thì ta thì cứ có bệnh thì vái tứ phương, phải không? Có nước còn tát thì ta cứ tin. Đấy, thế thì cũng đây là một cái thông tin tôi thấy là có rất là có giá trị, cho nên là tôi quyết định là chia sẻ cái thông tin này đến với các bạn. Đấy, cũng mong các bạn ủng hộ để chúng ta là được phổ biến rộng rãi cho cái cộng đồng. Biết đâu được những người thân, người quen hoặc là những người mà chúng ta kể cả không quen biết nhưng mà chúng ta cứu được một một mạng người thì cứu một mạng người thì bằng xây 7 tòa tháp. Đấy, cho nên là chúng ta cũng đừng hẹp hòi vì một cái gì không có lợi ích cho chúng ta mà chúng ta bỏ qua cái thông tin này. Thì tôi cũng kêu gọi là các bạn là hãy chia sẻ để rộng rãi để chúng ta cái cộng đồng chúng ta bây giờ thì cũng đã có rất là tiện ích vì cái mạng internet của chúng ta sẽ phổ biến được đến mọi người. Thì chúng ta hãy chia sẻ để chúng ta làm ơn làm phúc còn hơn làm giàu, phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn các bạn.